Xin chào Connor, lại là cả Gin đây. Chúc Connor có một ngày mới thật nhiều năng lượng và vui vẻ nha. Hiện tại sự kiện Tháp Ma Pháp đã quay trở lại và giới thiệu đến Connor. Ở đây thì để cả Gin xem thử chúng ta sẽ có gì ở đây nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có thẻ cốc vàng tự chọn cho gói dắt vàng 30 ngày. Ok, tiếp đến, wow, vẫn sẽ là rương 251 tự chọn nha Connor, rất tuyệt vời nha. Bây giờ thực sự Tháp Ma Pháp đã có một phần quà cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó chính là hộp vũ khí tự chọn 251 nha Connor, rất tuyệt vời. Bây giờ thì Gunner hãy cùng Gargin chúng ta vượt Tháp Ma Pháp và xem thử là Gargin có may mắn trong ngày hôm nay không nha. Ở đây thì Gargin đã dùng những lượt miễn phí của mình để có thể lên tầng 2 rồi ha. Ở đây thì Gargin đã mua cho mình số lượng chu khóa được 56 lượt. Thì bây giờ Gargin sẽ đi bằng tay trước nha, để xem là có may mắn hơn không nha. Sau đấy thì chúng ta sẽ vượt nhanh ở tuần sau nha Gunner. Rồi, cứ ở đầu với ở đít thì chúng ta cứ làm một cái ở đầu. Rồi, chạy xuống cuối cùng. Ồ, có vẻ như thế thì ở giữa đi ạ. Ai chà chà. Wow, đúng là ông vua né cổng. Không bao giờ mà chọn được luôn cổng cho mình nha. Rồi, dưới cùng ạ. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên ạ. Lại dưới cùng tiếp ạ. Cứ hai cái hai đầu cho an toàn đã các nợ. Rồi, làm cái ở giữa đi ạ. Rồi, thế thì lần này sẽ là bên trái đi. Vẫn là vua bên phải. Yeah, vẫn là vua này cầu. Rồi, tiếp tục ạ, thế xuống dưới luôn cho uy tín ạ. Thế đầu tiên ạ. Lần này thì sẽ là ở giữa đi ạ. Chắc chắn là ở giữa rồi. Không thể nào hai cái trùng nhau này được. Thế thì sẽ là bên trái. Là trùng nha Gunner. Đoán tâm lý kinh quá nhỉ. Hay là mình chính mình tự hack não bản thân mình ta. Đây rồi. Phải thế chưa ạ. Ở giữa đi ạ. Đúng vậy. Rồi lần này sẽ là ở đầu tiên. Không phải rồi. Đây ạ. Lại là ở giữa. Wow, có vẻ như đang là Gargin tự hack não bản thân rồi. Giữa đi ạ. Cuối thì sao ạ? Gọi là chuyên mục hack não bản thân thôi Gunner ạ. Wow, cứ phải là ô cuối cùng mới lên được cơ. Dã man thật. Có vẻ như là cũng không có một cái bí kíp hay một cái kỹ năng nào ở đây cả nha. Wow, sẽ Aman vẫn lâu này. Không phải tin được ạ. Đây rồi. Lại xuống dưới phát nữa. Ra giữa điện. Thế thì đầu tiên ạ. Lần này Gunner đoán sẽ ở bên nào ạ? Trái phải đấy ạ. Left or right đấy ạ. Thử bên trái trước nhá. Wow. Đúng là Gargin chỉ có né cổng thôi. Sợ thật. Rồi không sao. Chúng ta cũng sắp đến với cổng tiếp theo. Và chúng ta sẽ lên được tầng cuối cùng nhá. Xem thử Gargin có thể nổ được cái gì cho mình nha. Sau đấy Gargin sẽ mua thêm một ít lượt nữa. Và chúng ta sẽ vượt nhanh nha. Xem thử là... Wow. Vẫn cứ phải là ô cuối cùng cơ. Gargin ơi là Gargin ạ. Và nãy giờ chúng ta vẫn chưa gặp được một ô nào để x2 tầng cả. Vẫn cứ là leo từng tầng một và vẫn cứ là ô cuối cùng mới lên được nha. Rồi. Ở đâu đây ạ? Ô cuối cùng ở đây ạ. Wow. Thôi. Tầng 16 và chúng ta sẽ có gì đây ạ? Boom ạ. Ôi, 140 đá gia công gần nữa. Được rồi. Gargin sẽ mua cho mình thêm 50 lượt nữa đi ạ. Sau đấy chúng ta sẽ vượt nhanh nha Gunner. Cho nên chúng ta thấy có gì nhá. Boom. Có vẻ như là Tháp Ma Pháp không còn là thánh địa dành cho Gargin nữa rồi. Chúng ta chỉ may mắn được một vài lần thôi. Ở đây chúng ta cũng chỉ còn có mấy tầng nữa thôi Gunner. Thế thì Gargin sẽ mua thêm một ít xu nha. 20 lượt đi ạ.
Ok ạ. Rồi, vượt nhanh xem thử ạ. Boom. Baby. Mặt trời lại mọc rồi ư? Không thể tin được. Tôi nghĩ hôm qua nhắm mắt lại là xong hết rồi. Nhưng hôm nay lại thêm một ngày mới. Phải là như thế con ơi. Phải là vậy chứ ạ. Đúng rồi. Yeah. Quá tuyệt vời con ạ. Yeah. Super xe hơi ạ. Wow. Nỗ lực của gà Gin đây rồi ạ. Cuối cùng thì cũng đã có super xe hơi cho mình. Quá tuyệt vời nha con ơi. Wow, nhưng mà trang phụ kiện đấy thì gà Gin lại đang thiếu khá là nhiều hay sao? 3K2 hình như đúng rồi, thiếu Samurai nữa. Samurai thì không biết sau này trong bọ thì có cập nhật không? Sự kiện côn trùng đại chiến có cập nhật không? Hay là trong sự kiện tranh mua thì gần như là gà Gin chưa bao giờ tranh mua được Samurai cả. Nhưng mà sau này nếu như có đợt tranh mua giảm giá thì gà Gin sẽ cố gắng lấy cho mình cái Samurai nha. Yeah. Rất là tuyệt vời, gà Gin đã mang về cho mình một món super mà thực sự rất nhiều, không phải là một super dùng để chúng ta có thể chinh chiến mà là một mảnh ghép của trang phục kiện mà rất nhiều Gunner săn đón. Ở sự kiện này thì Gunner đã quay ra cho mình những phần quà hấp dẫn nào rồi, hãy để lại comment ở dưới clip để gà Gin được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Gunner ở clip tiếp theo, bye bye.